Bạn đang xem Người đưa tin TV. Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Triềng Mung điều động lực lượng đến cưỡng chế công trình của hộ gia đình ông Lò Văn Tiến tại bản Bản Mặt. Gia đình ông Tiến cho rằng việc cưỡng chế là chưa hợp lý và phản ứng quyết liệt. Ông Tiến cũng bức xúc vì cách nhà ông mới bước chân là ngôi nhà xây kiên cố trên đất nông nghiệp của con trai vị chủ tịch xã thì không bị xử lý. Trong quá trình cưỡng chế, nhiều người dân đã dùng điện thoại quay clip và chụp ảnh đưa lên mạng xã hội. Nên sau khi cưỡng chế, công an xã đã gửi giấy triệu tập nhiều người dân xuống Ủy ban Nhân dân xã làm việc và vận động xóa clip và hình ảnh liên quan. Nếu không, sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Người dân cho rằng công an xã gửi giấy triệu tập thay vì giấy mời là lạm quyền, lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Bà Lò Thị Nhâm, em gái ông Tiến bị triệu tập xuống Ủy ban Nhân dân xã để làm việc. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, ông Lò Trung Đoàn đã lớn tiếng quát. Xử lý cái con này cho tôi. Thì mẹ chúng mày, đôi bố chúng mày ra tao còn đập chết cả họ chúng mày. Nói thì chị lúc đấy chị ghi âm, xong là chị đút vào túi. Sau khi cùng phóng viên nghe lại đoạn ghi âm, vị chủ tịch xã thừa nhận đã phát ngôn trong lúc nóng nảy. Mình mà làm ví dụ kể cả đôi khi nóng nảy quá việc thì... mình nóng nảy quá hoặc là mình bức xúc quá việc này việc kia nó mà nóng nảy thì ví dụ dân mà nó quay nó mà ấy thì mình chịu làm sao mình biết được cái đấy. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn chỉ đạo kiểm tra xác minh hành vi có dấu hiệu vi phạm luật cán bộ công chức, vi phạm những điều cấm của đảng viên, xử lý nghiêm theo quy định, tránh bức xúc trong dư luận địa phương. Truyền hình Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.